Dạ em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng em cũng có đi chợ mua được ít bún nè, với đậu hũ với chả. Thì hôm nay em sẽ nấu bún nước lèo chay để hai anh cháu cùng ăn. Thì ăn kèm thì có là nấm gơm với lại giá. Cái này bông thiên lý, cái này thì bông súng với lại rau muống. Thì hôm nay em sẽ nấu là sẽ có keo chao với lại đây trái dừa. Thì xả thì nhà mình có nhưng ốc cho nên hồi sáng con không có mua. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai dân cháu nha. Rồi, vậy lát rồi ra ốc qua ốc cắt xả luôn nha. Dạ. Hôm nay mình có hai ba bụi xả nè, cắt bụi nào cũng được nha ốc ơi. Vô. Dạ. Xả này mình muốn ăn mình phải nhổ lên đó. Nhổ chứ cắt không được hay không? Cắt không được, cắt nó không có lên. Dạ. Cũng như mình ăn là mình phải giật vậy chứ đúng con rồi. Cắt thì nó không nhảy con nó phải không? Nhảy con. Cũng hay ha. Nhiều cắt đủ rồi đó nhỉ. Rồi vô đây mình hai tép này là đủ rồi. Dạ. Dạ. Giờ đi vô. Giờ sẵn đây em hái ít ớt luôn. Còn vô mình cũng làm có gì làm thấy. Thấy ớt màu trái hay không? Thiểm này trái ngon quá trời ngon. Mà ớt thiểm này sao có trái nó bự vậy? Quá trời bự luôn à. Trái gì đâu cũng ngon gì đâu. Đây có cây ớt thiểm mội nè. Em thấy trái ớt thiểm mội này luôn. Cũng dài. Rồi bây giờ mình đủ ăn rồi. Giờ vô vô làm hay không? Giờ em phụ vô ốc lặt rau luôn. Cái này sắp mấy cái nấm nè, mình gọt cái rễ với lại cái này không phải rễ. Cái mục ở dưới này nó dính cái gom. Nước lèo có nấm gom thì nấu ngon mà. Lâu lắm rồi cũng không có ăn bún nước lèo chay. Sẵn hôm nay 30 nấu ăn luôn. Gạt rau về dân ốc sắc xả luôn ha, ớt luôn. Dạ. Sớm giờ em gọt nấm cũng xong và lật bông súng luôn. Cái này là mình tước. Cái cuốn này sẽ mình rắc mình sẽ bào ra hay sao vậy? Dạ, bào ra. Đến giờ mình lặt rau cũng xong, giờ mình cho ra cái thau mình rửa. Còn nấm gơm mình rửa sau. Cái này rửa chút xíu cái bào ra. Đến giờ mình rửa rau cũng xong rồi, giờ mình nặng vô đây miếng chanh. Cái em sẽ bào bông súng luôn. Dao này em cũng mới mua, bào dễ mà nó bén nữa. Sớm giờ em bào bông súng cũng xong rồi. Bây giờ em cũng qua bào gỡ muống nãy giờ cũng gần xong rồi. Bào chắc nhiêu đây ăn đủ rồi. Còn nhiêu đây này cộng nhỏ nhỏ không à, để lại mai chiều cái mình có ăn chấm nước cá rồi cũng được. Sớm giờ em bào rau rồi cũng xong rồi, giờ em bắt cái nồi lên để em nấu nước lèo.
bắt nồi nước lên xong cái mình xào cái nấm gươm cho vô luôn. Giờ em bắt cái chảo lên để mà em sấy xả ớt với xào nấm gươm luôn. Bắt chảo lên nãy giờ cũng nóng, giờ em cho miếng dầu ăn. Cho dầu ăn vô xong, giờ em cho cái xả ớt nãy vô hút có băm cho em nè, cho vô hết luôn. Mà xả sớm giờ em cho vô em xào cũng vàng nè. Bây giờ em cho cái nấm gươm nãy em cũng có rửa em sát xong, cho vô em xào luôn. Nấm gươm á em xào nãy giờ thì cũng được rồi. Bây giờ em cho cái chao nãy em có cho vô trong tô nè, em cũng có đánh lên rồi, giờ em cho vô luôn. Xào lên cho nó săn mặn cái mình cho vô trong cái nồi nước đều. Nồi nước cũng sôi, giờ em dỡ nắp ra. Em cho cái nấm gươm nãy giờ em cũng có xào xong. Giờ em nó sôi, giờ em cho vô luôn. Cho nấm gươm xong, giờ em nêm nếm luôn. Cái này là em có mua bịch hạt nêm để nêm đồ chay cả nhà, với lại đường phèn. Em cho vô luôn. Giờ sẵn lửa em bắt cái chảo lên đó, để mà em chiên cái đậu hũ hồi nãy em cũng có xắt ra xong. Giờ em cho vô em chiên luôn. Mình chiên cái mặt trắng đó, để mà mình cho vô nó không có bị rã lên. Cái mặt vàng thì khỏi chiên. Sớm giờ đậu hũ em chiên dễ dàng cũng được, bây giờ em gắp ra luôn. Giờ em ra em cắt ít lông không? Cắt ít kêu găm dâu này, cá với kêu không cay không lủi rồi cắt cái ngớt ít cái không. Hồi mình trộn đủ rồi vô. Nay có hai cháu mình nè, cắt một cái ngớt ít đi. Rau thơm sáng giờ em cũng cắt em rửa xong rồi em trộn rau gém xong để chút mình ăn với bún bứt lèo luôn. Rồi em bỏ rau thơm vô trước luôn, rồi em bỏ rau thơm giá vô hết rồi, giờ em trộn lộn lên cho nó đều lên. Quá đẹp. Xả em chiên sơn vậy cũng vàng, giờ em gắp ra cái em cho vô nồi bún nước lèo cái mình dọn ăn luôn. Chả sớm giờ em chiên đó, nó cũng được rồi, giờ em cho vô trong cái nồi bún nước lèo luôn. Nước lèo sớm giờ em nấu cũng được rồi, chín hết rồi. Giờ em múc ra dọn ăn bún rồi cả nhà. Sẵn đây, đừng múc đâm miếng mướp ớt chút rồi mình ăn bún nước lèo nha em. Dạ. Múc đâm giùm con đi, con múc nước lèo luôn đó. Dạ, em đâm mướp ớt chút để hai dưỡng cháu ăn nước lèo. Ớt nhà trồng sẵn nè, rồi ớt này ớt hiểm mình đâm đây, ớt này ăn nó thơm dữ lắm.
bún nước lèo sớm giờ hai cháu cũng làm chín rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà dùng bún nước lèo với hai cháu nha. Con mời dùng Út con bún. Rồi Út mời nha. Dạ. Hôm nay thì mẹ em không có ra ngồi ăn chung được, không cả nhà thông cảm. Khi nào mà mẹ em khỏe thì mẹ em sẽ ra ngồi ăn chung với em, còn hôm nào mà mẹ mệt thì mẹ không có ra. Nhiều khi cả nhà cũng có nhắc kêu mẹ mời mẹ đồ ra ăn đó, nhưng mà cái em cũng có mời nhưng mà mẹ mệt đó. Hôm nay mẹ em bị chóng mặt cho nên không có ngồi lâu được. Quá hạ xuống cái nó bớt liền ha, thì nhóm lên cái là nó lên tiếp nữa. Hôm nay thì hai cháu cũng không biết làm cái gì ăn thôi, nấu nồi bún nước lèo. Mời cả nhà ăn bún nước lèo. Em mời cả nhà muốn nước lèo. Có chanh ớt tới không? À. Mình thử trước cục đậu hũ à. Cắt mệt. Nước được không mặn mà không lạnh. Thấy vậy nóng quá trời nóng. Ừ. Mình ăn bún nước lèo chay này mình nhờ thơm là có cái mình bỏ chao vô nè. Dạ. Thơm. Thơm ngon. Mấy chả này nãy con rửa cái sắt ra mới chiên sơ lại á, mới cho vô. Tính ra cái chả chay này ăn thơm ngon. Đúng rồi. Rau dếm này bỏ vô bông, có bông súng mà ăn nó giòn lắm nè. Bỏ nhiều nhiều vô.
hồi sáng này cũng ngoài chợ, người ta đi chợ một cái đông nghẹt luôn, quá trời đồ. Bữa nay mất rồi, là bữa nay người ta ăn chay hả? Dạ. Ăn chay, ta mua đồ chay nhiều, đa số ra mua đồ chay nhiều nhất, chiếm hết 90% đồ chay. Cục chả là ngon, còn không có được. Quét này lắm. Thấy cái đó chưa bằng cái gì, tự nhiên quên à, đậu hũ. Mình nấu nước lèo chay thì giống như nước lèo mặn vậy, đậu hũ thì giống như cục quyết vậy đó. Cái này tại làm nó lâu lắc rồi làm biếng không chứ. Cái bắp chuối của mình nè, Dũng Út lấy cái cọng non á, ở trong á, Dũng Út lấy cái nhị ra rồi Dũng Út xe với cái bột, Dũng Út chiên lên giống y chang như con tép vậy đó. Trong đồ chay làm cục thịt ba gọi là kho ra rồi Dũng Út nhìn là không bao giờ biết không đồ chay luôn. Đúng rồi. Nhìn vô là tưởng là cục ba gọi thôi à. Dạ. Làm nó công phu lắm, làm phải ép ra từng mí nữa, giống như y chang như cục thịt ba chỉ luôn. Còn mít của mình nè, mà Dũng Út bào ra cái vỏ xong phải không, Dũng Út cắt khung cục lại nè, cái bắt đầu Dũng Út đem đi chiên mấy cho nước dừa vô Dũng Út coi, nó y chang ăn giống như theo pho rượu vậy đó, mà ăn á cái có cái mít mà nó có cái bao á, ăn trúng cái bao hoặc là cái hộp á rất ngon, tại vì cái hộp nó non á, mình ngon. Giờ mình chiên lên á thì săn lại rồi cũng chín sẵn rồi ha. Dạ, rồi cái mình kho nước dừa lại cái nữa nó chín giống như mình ăn cái hộp, nó rất bùi mà nó ngon béo đó. Đồ chay nè mình mua mà ăn á gia vị mà đủ luôn, giống như đồ mặn là tiền nó gấp đôi tiền mua đồ ăn mặn. Đúng rồi, nó mắc hơn đồ mặn nhiều lắm. Chai này mình cũng lâu quá trời không có ăn hay hiền ha. Dạ.
cái bún nước lèo này nè là mình nấu lẹ nhất, còn nấu cái kiểm thấy vậy chứ lâu. Cái kiểm bún thấy trên mình khi mình đi thấy người ta nấu đủ thứ hết trơn vậy dạ, thấy 6-7 món trong đó. Đúng rồi, Út thấy quá trời luôn. Như có mốt thôi, Út thấy có mốt hay gì nữa. Đủ hết trơn. Mỗi lần con lên trên chùa cũng có phụ rồi mấy cô làm á, rồi cái mình đứng mình coi mình thấy nấu. Cách nấu thì mình không biết nấu ấy nhưng mà nhớ mãi mãi chứ không có gần gì mấy. Chứ cách nấu thì không biết được. Lâu quá rồi, nay dám có gần cả chục năm. Mình đi ăn khi mình đi chùa mình ăn món kiểm là ngon nhất ha, ngon thiệt. Dạ đúng rồi, cái kiểm là chất lượng luôn, số 1 này. Có đi ăn cà ghi chai chưa? Dạ có. Trời ngon thiệt, ngon chứ. Người ta nấu bằng cái trái sake á hiền. Trời ơi nó đã gì đâu. Đó con còn thanh niên là con ở chùa Cự Quan 2 của quận Gò Vấp, đó là cũng ở hết mấy năm chổng không mấy gì mà. Vô làm cũng quả. Phải làm ở thời gian nữa làm chủ trì luôn. Đấy, hồi đó xin đi cũng như mình xin đi tu đó nhưng mà nói là thầy nói là phải về cha mẹ cái giấy xong hết rồi mới lên thì lúc đó chỉ có chưa có được xuống tóc hết đâu, xuống tóc lúc nào cũng phải chừa một cái chóp đúng rồi. Mà nói chung mình muốn đi vô trong tù mình quy y rồi bắt buộc phải ở nhà phải chịu, anh em phải chịu, đồng ý chịu hết á. Cái nào cũng phải có cái khó của nó hết trơn á. Thôi đó, vô mà ăn đồ chơi nè, ăn đó bụng quá chịu đâu nổi, tối lắng lén ra ngoài ăn thêm. Ăn mới đầu ăn không quen hả? Dạ không. Cỡ 10 bữa nửa tháng đầu là ăn không quen rồi. Mà tới chừng ăn quen rồi, ăn đồ ăn nó rất ngon hơn ăn cái đồ mặn. Mà ăn không quen mà sốt ruột dữ lắm. Dạ. Ra mồ hôi luôn. Đó trời, ngon. Sáng mình đói bụng rồi, ăn rất ngon. Con lúc này ăn hay có bỏ mứa, ăn lúc nào cũng bỏ mứa chút hết lên nè, ăn không nổi, làm như ăn vừa tới chỉnh nó no cái là sựng lại liền, thêm nữa thêm nổi quá trời đổ mồ hôi ướt nhạt hết nha, công nhận ngon cạn luôn. Hả?
ở đây ở nhà em thì vòng vòng khu vực này cũng dòng họ không cả nhà, với lại bên kia thì ở phía trên đó là dừa gió xuôi á, công nhân ta làm hơi nhiều á, người xe chạy ra chạy vô nói chuyện hơi ồn á, cũng có xuống như này á, dính rất rõ, nhà có gì cả nhà thông cảm cho em. Nói cái gì không? Quá nồi à. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho gia đình và hai anh cháu ăn bún cũng xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.